Nhắc đến công nghệ chăm sóc sức khỏe, không thể không nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều dự báo cũng cho thấy AI được ứng dụng nhiều hơn trong ngành y năm 2024. Công nghệ này đã mang đến những cách chữa trị đột phá, làm thay đổi cuộc đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, AI không hoặc chưa phải là một công nghệ hoàn hảo bởi nó vẫn tồn tại một số hạn chế như thông tin sai lệch và thiếu công bằng trong điều trị bệnh nhân. Quá trình thực hiện phẫu thuật não cần sự tỉ mỉ và chính xác, những sai lệch nhỏ chỉ tính bằng mm cũng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, khiến người bệnh nguy cơ tử vong. Với những thách thức lớn mà các bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải đối mặt trong quá trình phẫu thuật não, một hệ thống AI có thể trở thành yếu tố thay đổi cho ngành chăm sóc sức khỏe ở Anh. Hệ thống AI được tạo ra tại Đại học College London và tập trung vào các khối u nhỏ cũng như các cấu trúc quan trọng của não bao gồm cả các mạch máu ở trung tâm não. Công nghệ này tương đương với mức độ kinh nghiệm chuyên môn 10 năm của bác sĩ phẫu thuật. Hai công nghệ AI cũng trả lại bàn tay cho bệnh nhân liệt tứ chi cho một người đàn ông ở New York, Mỹ. Anh Keith Thomas, một bệnh nhân liệt tứ chi ở New York, Mỹ, chia sẻ, đây là một ca phẫu thuật khó, bác sĩ nói rằng tôi sẽ không bao giờ có cảm giác hay cử động. Nhưng giờ tôi đã co được tay, điều đó thật tuyệt, giờ tôi có thể tự gãi mũi hoặc lau nước mắt cho chính mình. Anh Thomas là người đầu tiên thử nghiệm cấy ghép vi mạch vào não bộ, kết hợp với hệ thống truyền thông tin thần kinh và hỗ trợ cơ tay chuyển động. Thomas đáp ứng tốt với phương pháp này. Không chỉ hỗ trợ điều trị mà AI còn giúp các bác sĩ chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu nhằm phát hiện nhanh chóng những ca bệnh có dấu hiệu bất thường dựa vào biểu hiện khuôn mặt. Từ đó, các bác sĩ có thể chẩn đoán tình trạng bệnh hoặc điều chỉnh ánh sáng, tiếng ồn cho phù hợp. Dù mang đến nhiều ưu điểm, nhưng AI cũng có những khuyết điểm cần khắc phục có thể kể đến như rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thông qua việc tạo ra lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của bệnh nhân hoặc các vấn đề về khả năng tương tác giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện có. Liệu các thành phố đã cùng thống nhất hệ thống dữ liệu y tế hay chưa? Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân cũng quan tâm về độ tin cậy và ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra lỗi chẩn đoán bệnh. Tiến sĩ Ayak Kohan đại học Harvard của Mỹ nhận định công nghệ AI không phải lúc nào cũng đúng, thực tế là đã có lúc chẩn đoán bằng AI gặp sai sót, một điểm yếu của AI trong điều trị y tế hiện nay là không cân bằng về khả năng áp dụng cho các nhóm đối tượng khác nhau về chủng tộc, màu da hay độ tuổi. Việc phụ thuộc quá mức vào các khuyến nghị do AI tạo ra có thể làm giảm khả năng tư duy phê phán và phán đoán của các chuyên gia y tế năm 2023, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã được nhiều bệnh viện tại Việt Nam thí điểm sử dụng như một biện pháp hiệu quả giúp phát hiện nhanh tình trạng bệnh tật. AI trợ thủ đắc lực của các bệnh viện bác sĩ. Theo bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Hùng Vương đã tham gia chương trình khám tư vấn tâm soát bệnh lý ung thư cổ tử cung bằng công nghệ AI cho 133 chị em phụ nữ tại trạm y tế xã Thạch An, huyện Cần Giờ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Công nghệ AI cũng đã được sử dụng để tầm soát ung thư cổ tử cung là Servicare AI. Đây là một kỹ thuật mới giúp tầm soát ung thư cổ tử cung mà không phải thực hiện kỹ thuật pap smear quen thuộc. Ngay sau khi thực hiện tầm soát, các chị em phụ nữ sẽ nhận được hình ảnh soi cổ tử cung. AI sẽ thông báo ngay kết quả. Được biết, trong thời gian sắp tới, ứng dụng AI sẽ được triển khai thử nghiệm tại các bệnh viện chuyên khoa sản của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ tại bệnh viện Hùng Vương, năm 2023 ghi dấu chặng đường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI từng bước được quan tâm, chú trọng để mạnh thực hiện tại Việt Nam ở một số bệnh viện như bệnh viện Trợ Giấy, bệnh viện K, bệnh viện 199 Bộ Công an. Còn tại Hà Tĩnh, từ năm 2021, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã được sử dụng tại 19 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm tháng 3 năm 2023, phần mềm AI đã phát hiện và sàng lọc được 52 dấu hiệu bất thường và không bất thường trên hình ảnh x-quang ngược thẳng với độ chính xác trung bình đạt 91,5%. Hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh PACS tự động phân loại 4 loại ung thư gan, hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng dựa trên hình ảnh MRI. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Diễn đàn Việt Nam-Hàn Quốc về Hợp tác trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc. Tại diễn đàn, các diễn giả có nhiều bài tham luận về tác động của AI trong y tế, như định hướng sức khỏe số của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hợp tác nghiên cứu AI trong y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân tiểu đường và ung thư định hướng sức khỏe số của viện ung thư quốc gia việt nam và hợp tác nghiên cứu ai trong y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư và ung thư tuyến giáp trực tuyến đổi mới chăm sóc sức khỏe thông qua ai giải pháp ai cho chụp hình cơ xương và kiểm tra tăng trưởng ở trẻ em Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân có bước phát triển quan trọng. Đặc biệt với sự phát triển của AI, công nghệ dữ liệu lớn, toàn bộ tri thức của nhân loại trong lĩnh vực y khoa được tổng hợp lại. Các dữ liệu này được phân tích dựa trên thuật toán, tạo ra công cụ hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn theo các chuyên gia y tế ai có rất nhiều tiềm năng trở thành một cuộc cách mạng trong việc cải thiện cũng như tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị nhờ có hệ thống big data thu thập kiến thức dữ liệu khổng lồ sau đó kết hợp với các phương tiện máy móc sẽ được ví như bộ nhớ của con người với khả năng vô trừng ai có thể thay con người nhớ được vào dữ kiện được tích hợp từ đó giúp bác sĩ lọc bệnh chẩn đoán thậm chí gợi ý thuốc giúp việc điều trị chính xác hơn ngành y tế Việt Nam đã rất quan tâm đến công nghệ thông tin và số hóa hoạt động, trong đó đề ra chín nhiệm vụ nhằm nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, như ứng dụng trợ lý ảo, cảnh báo dịch bệnh thông minh, phát hiện ung thư bằng trí tuệ nhân tạo. Nhiều sản phẩm AI đã được Bộ Y tế cho thí điểm để chẩn đoán 13 loại ung thư tại Bệnh viện ca Bệnh viện Phú Thọ.